Chào cả nhà, hôm nay mình quay lại những cái cây thị cho cả nhà coi nè. Những cây thị này thì trước đây mình mua trái ngoài chợ về ăn, sau đó mình lấy hạt mình ươm trồng. Mình có chia sẻ video trước rồi ha. Nếu bạn nào thích sở hữu cho mình những cây thị thì có thể coi lại cái video mà mình ươm trồng thị từ hạt ha. Mua trái chợ về ăn xong mình lấy hạt mình ươm trồng, rất là đơn giản luôn. Những cây thị này thì sức sống nó rất là mãnh liệt và nó có tuổi thọ trên 100 năm. Cây thị này khi ra trái thì cái trái rất là đẹp, màu vàng ươm và bốc một mùi rất là thơm. Thì đây, mình vừa sang chậu ra cho những cây thị này cả nhà. Cái cây cao này đó là mình trồng hơn một năm rồi. Còn những cây nhỏ, ba cây nhỏ đó thì mình trồng gần 8 tháng. Thị thì nó rất là chậm lớn, mà mình thì mình trồng cái dạng bonsai ha, cứ lớn từ từ cũng được. Nhưng mà đặc biệt một điều là từ khi mình ươm trồng tới bây giờ á, thì mình chưa thấy một loại sâu nào xuất hiện trên cây thị. Đó có nghĩa là loại cây này mình thấy chắc sức chống chọi với thiên nhiên và các loại sâu bệnh rất là mạnh, nên thành thử ra mình chưa thấy có con sâu nào nó xâm nhập vào các loại cây này hết. Bởi vậy rất phù hợp cho những ai mà thích trồng bonsai làm cây cảnh ở nhà ha. Cây thị này là cây thuốc á nha cả nhà. Có trái rất là đẹp, tỏa một mùi hương thơm, trái có thể ăn được. Và đặc biệt là cái cây này nó có công dụng là vị thuốc nam, rất là quý. Nên hôm nay mình chia sẻ, cập nhật lại cho cả nhà coi mấy cây này nó phát triển thế nào. Thì khi cây thị mà mình trồng bằng hạt á, thì nó có được cái gốc rất là đẹp. Đây, những cái gốc nó cong tự nhiên, mình không hề uống cây gì hết mà nó tự nhiên nó cong, một độ cong rất là đẹp ha. Thì đó là lợi thế của khi mình trồng thị bằng hạt. Cả nhà có thể tự ươm trồng hoặc là mình mua cây ở trại cây giống về trồng cũng được. Cây này rất là xanh mướt nha cả nhà. Trời, hôm nay chia sẻ chút xíu cho cả nhà coi cho vui. Nếu ai thấy thích thì nhớ tặng cho mình một like. Và đừng quên đăng ký cùng nhấn chuông để nhận được những video sớm nhất nhé. Giờ chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại những video kế tiếp.